mà không bị khúc cuối á, anh cụp cái nắp này luôn, anh băm cho một lượt luôn. Hay quá không? Dạ đúng rồi, anh băm một lượt hết luôn, anh đợi đó tầm vài giây anh mở ra. Đó là anh băm vậy là được. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.